Hi, chào mừng anh em quay trở lại với channel Tomanga. Anh em đừng quên là bên mình có cung cấp tài khoản chat GPT chính chủ để phục vụ anh em học tập và làm việc với giá cực tốt. Link mình để ở phần mô tả dưới video này. Quay trở lại với video ngày hôm nay. Chuyện dạo này break hơi nhiều, tuy nhiên Oda Sensei là một mangaka luôn biết cách khiến cho độc giả hài lòng. Những cốt truyện lắt léo và diễn biến gay cấn sẽ khiến tất cả chúng ta quên đi sự mòn mỏi khi phải chờ cháp mới quá lâu. Và chương truyện 1091 tới đây được các leaker đánh giá là chương truyện gay cấn nhất ác ếch Nghe có vẻ căng, hôm nay đã có một số tin tức dò gì chính xác hơn là react của các leaker. Cụ thể ra sao? Xin mời các anh em đón xem. Do gì One Piece 1091, Sentomaru bị Kizaru hạ sát, ác ếch hết đến hồi cao trào. Số 1. Sentomaru bỏ mạng Theo nguồn tin từ Licker Spoiler One Piece, những ai là fan của Sentomaru sẽ rất buồn trong chap này. Trước đó, hải quân đã vây kín hòn đảo công nghệ. Tuy nhiên, việc tấn công vào hòn đảo không hề dễ. Đám thủy quái và Pacifista đã chặn đường bọn họ. Mark III là sự cải tiến lớn. Mỗi con Pacifista Mark III có thể cân cả một nhóm Cypherpole mà mỗi điệp viên chắc chắn là mạnh hơn nhiều so với một lính hải quân bình thường. Với việc tổ đội Mark III của Sentomaru xuất kích, hải quân tạm thời không thể đổ bộ lên đảo, nhưng đó là với các hải quân bình thường. Còn với đô đốc ánh sáng Kizaru, nhiều đó chả đáng là gì. Bằng năng lực trái Pika, Kizaru đã tốc biến vào đảo với mục đích kiểm tra tình hình và dọn đường. Các hải quân còn lại thì bắt đầu tấn công hải quái cùng Pacifista. Ngay khi Kizaru lên đảo, ông đã vấp phải sự truy cản của Sento Maru, nhưng Licker đã công bố thế này thì xác nhận tình trạng của Sento không hề khả quan. Giữa khỉ vàng và chàng hải quân cầm rìu có một mối quan hệ rất khăng khít. Họ quen nhau từ lâu khi Sento còn nhỏ và Kizaru thì mới gia nhập hải quân. Thời điểm đó, Sento rất thích thú với năng lực ánh sáng của khỉ vàng. Cậu nhóc cứ liên tục khen ngầu, còn ông chú Kizaru thì miệt mài flex sức mạnh cho đứa nhỏ châm trô. Khi lớn lên, Sento cũng luôn bên cạnh Kizaru trong nhiều hoạt động. Ta chưa từng thấy cậu ấy đi cùng Aokiji hay Akainu, nhưng hầu hết những lần xuất hiện, Sentomaru đều làm việc chung với ông chú khỉ vàng. Tuy đô đốc ánh sáng là một người xa lơ, trông có vẻ bất cần, nhưng rõ ràng bên cạnh nhau lâu như vậy, việc nảy sinh tình cảm, xem nhau là gia đình, nó hoàn toàn có thể xảy ra. Ta đã thấy Kizaru đối xử rất đặc biệt tới đứa cháu Sento. Khi Satan ra lệnh, Kiza đã ngập ngừng. Ông ấy nói rằng, tôi không thể phớt lờ quyết tâm của một người lính đang cố gắng hoàn thành nghĩa vụ không chỉ có tình cảm đặc biệt khỉ vàng cũng rất tôn trọng sento nhưng kizaru cũng rất phục tùng mệnh lệnh ông nhận bản thân chỉ là một bánh răng của hệ thống rõ ràng kizaru có thể vì nhiệm vụ mà bỏ qua tình cảm với sento maru tha thì có thể nhưng việc sento bị đánh bầm dập hấp hối không đứng dậy nổi đó là điều chắc chắn từ lúc chọn giúp vegapang phản bội lại chính phủ án tử đã treo trên đầu sento Tuy nhiên, đây là một nhân vật thú vị, anh ta rất quyết tâm với nghĩa vụ của mình, sẵn sàng chống lại tổ chức mạnh nhất thế giới để bảo vệ người đã có ơn nghĩa với mình, đó là một đức tính tốt. Hy vọng Sento sẽ sống sót qua ác này dù việc đó khá là khó khăn. Số 2, chương truyện gây sốc. Bên trên là thông tin chắc chắn sẽ xuất hiện trong chương 1091, Sento sẽ xuất hiện và tình trạng rất tệ và tiếp theo sẽ là cảm nhận sau khi đọc chương 1091 của Licker Ariesu. Anh ấy cảm thán rất ngắn gọn, không thể tin được 1091 là một chapter gây sốc. Chỉ nhiêu đó thôi, nhưng nó cũng đủ khiến cho fan đứng ngồi không yên. Vì trong 1091 chắc chắn phải có một điều gì đó rất bất ngờ, cho nên Licker mới nhận xét như vậy. Thế thì những điều gì có thể gây sốc? gây sốc, ám chỉ là một sự vật, sự việc khiến chúng ta không thể tin vào mắt mình. Như vậy, diễn biến trong 1091 phải nằm ngoài mọi dự đoán của đại đa số độc giả. Và mình đã nhanh tay lên mọi diễn đàn One Piece cả trong nước lẫn nước ngoài để tìm kiếm những dự đoán về chương mới. Theo đó, có hàng loạt me me về việc Kizaru ăn hành, me me về sự tự tin của khỉ vàng, vân vân. Nói chung là ai cũng nghĩ Luffy có thể dễ dàng đánh bại Kizaru hoặc khiến ông ta phải rén như cách mà Sanh đã làm. Tuy nhiên, điều này quá dễ đoán và đơn giản, nó không có gì phải sốc cả. Trừ khi Luffy one hit được Kizaru, lúc đó chúng ta sẽ sốc vì đô đốc bị hạ quá nhanh. Nhưng rõ ràng, việc one hit đô đốc là bất khả thi, dù là Roger, dâu trắng hay gáp cũng chưa chắc làm được. Thế thì điều gây sốc có thể là việc Luffy không thể áp đảo Kizaru như nhiều dự đoán của fan. Thay vào đó, lão đô đốc này sẽ khiến cho Luffy gặp khó, kinh khủng hơn là áp đảo ngược lại Luffy. Nghe thì có vẻ không thể, vì Luffy là tứ hoàng kia mà nhưng dường như chúng ta đang đánh giá cao cụm từ tứ hoàng. Khi dâu đen có được hai trái ác quỷ và thành công hạ sát dâu trắng, Marco vẫn được ngũ lão tinh đánh giá là một trong những người có thể ngăn cản được tích. Luffy chỉ mới lên danh tứ hoàng, dẫu sao, cậu ấy cũng không hề hạ gục một Kaido full sức mạnh. Việc cậu ấy có thực sự ngang được thầy đô hay không rất khó để nói được. Chưa kể, Lu là một người rất chủ quan. Về sau khi sử dụng lối đánh Nika, Luffy càng phiêu quá mức và đô đốc Kizaru không phải cây đô. Lu sơ hở là trả giá ngay. Tuy đã đạt được trạng thái thức tỉnh, nhưng chưa chắc Luffy hoàn toàn thành thục nó và khai thác được hết tiềm năng mà nó mang lại. Đạt được là một chuyện, dùng tốt là chuyện khác. Ví dụ, Zoro và Luffy đều dùng được Haki bá vương, nhưng rõ ràng rổ không giỏi bằng lù Còn lù so với Kaido thì rõ ràng, thầy đô có cách dùng bá khí tốt hơn hẳn. Luffy thắng sau khi cậu có được khả năng biến ảo và sức bền từ Nika, chứ không phải Luffy thắng vì có haki mạnh hơn Kaido nhá. Và Kaido cũng có cách dùng trái ác quỷ rất thông minh, liên tục chuyển dạng, hồi sức, tấn công tầm gần, tầm xa, diện rộng đủ kiểu. Nói chung là cách đánh nhìn có vẻ hổ báo, nhưng nó lại cực kỳ tối ưu và thông minh. Luffy thì chưa thể hiện được điều này, vì Nika quá bá đạo nên ta mới thấy lù áp đảo Kaido ở cuối game. Trong một cuộc chiến, có nhiều yếu tố hơn là sức mạnh Haki hay trái ác quỷ, kinh nghiệm, chiến thuật, nhiều thứ khác nữa, thậm chí là chơi bẩn. Kẻ mạnh chưa chắc là kẻ sống đến cuối cùng. Ngoài ra, Kizaru rõ ràng đã ở một đẳng cấp cao hơn cái danh đô đốc. Nếu anh em xem kỹ phim Red, sẽ có hai khoảnh khắc khiến chúng ta phải ngẫm lại về sức mạnh của Kizaru. Thứ nhất là lúc xanh kề kiếm vào cổ khỉ vàng, lúc đó mặt Kizaru không hề biến sắc. Lúc đó tóc đỏ đang nóng, anh ta sẵn sàng chém đấy. Như lời Zoro đã nói, không có con thú dữ nào không cắn người. Và lúc đó, Kizaru đang có ý động tới con gái của tóc đỏ. Xanh hoàn toàn sẽ chém nếu Kizaru cương thêm. Nhưng khỉ vàng vẫn vô cùng tỉnh, không có chút hoảng sợ. Điều này là cực kỳ kinh dị đấy nhá. Phim Red do một tay Oda chỉ đạo nên chi tiết này không hề búp lố khỉ vàng. Kit khi bị xanh tấn công thì bất lực chôn chân, nhưng Kiza hàng kê tận cổ vẫn tỉnh bơ như vậy. Chứng tỏ lão ta tự tin né được. Chi tiết thứ hai là lúc xanh dùng haki bá vương để thị uy trước hải quân, luồng sóng haki đó cực kỳ mạnh mẽ, phó đô đốc Momonga không chịu nổi phải quỳ xuống, Fujitora phải giơ kiếm lên trước mặt để chịu lại, lính hải quân khác thì gục hết, còn tỉnh táo thì cũng nằm dưới đất, riêng Kizaru không hề giơ tay lên che mặt gì cả, tự tin hiên ngang đứng đó, mặt không biến sắc, gã này khắc bọt thật sự và khả năng cao là ông ta sẽ làm khó được Luffy, bất chấp việc cậu ấy đang là tứ hoàng. Số 3. Cao trào của arc hết Ok, với tất cả những phân tích bên trên thì rõ ràng Kizaru có thể làm khó Luffy và điều đó chính là diễn biến gây sốc được nhắc tới. Ngoài ra, Licker Talk OP còn chia sẻ Trước 1091 sẽ là cao trào của ác ếch hết. Thường thì phải thỏa một trong hai yếu tố để đánh giá chương truyện có là cao trào của ác hay không. Thứ nhất là cuộc chiến, thứ hai là những bí ẩn được hé lộ. Với yếu tố thứ nhất, nếu 1091 là cao trào, thì đồng nghĩa Licker đã xác nhận Luffy sẽ vai nhau cực gắt với Kizaru ngay trong chương này. Tại sao là Lù mà không phải Zoro hay Sanji? Vì Luffy là người duy nhất trong bộ ba này rời khỏi mái vòng. Cậu ấy cùng Frankie, Lilith và Bonnie đang tiến đến Fox Bên cạnh đó, Luffy cũng cảm nhận được một kẻ rất mạnh. Và đó chắc chắn là khỉ vàng. Có nhiều răng cư mận đồn rằng đó là đen hay Satan gì đó. Rõ ràng là vô lý. Satan không có ý định tham chiến. Ông ta vẫn đang tự tin khi có Kizaru. Satan đã ra mệnh lệnh không để ai biết ông ta đến hết Ông ta còn trên tàu thì Luffy cảm nhận kiểu gì? Cậu ấy có thể bao quát hòn đảo như Rayleaf nhưng Satan ở ngoài hòn đảo cơ. Với dâu đen, hải quân đã bao vây cả hòn đảo. Họ còn chật vật với Pacifista và hải quái. Băng dâu đen toàn dân chơi ăn trái ác quỷ. Họ rất khó vào đảo. Trước mắt, họ sẽ chờ hải quân dọn đường trước rồi vào ăn hôi sau. Đó mới là điều mà băng dâu đen thường làm. Kẻ mạnh duy nhất đủ gần để lù cảm nhận chính là Kizaru. Trở lại vấn đề, nếu Luffy đánh nhau với khỉ, có thể cậu sẽ dùng ngay Gear Fifth vì khỉ vàng là một đối thủ quá mạnh để có thể dùng Gear Fork đối phó. Khi gặp Lucy, Luffy lập tức dùng dạng Nika. Nếu gặp Kizaru mà Luffy dùng Gear Fork thì nó lại quá vô lý. So về sức mạnh hay ân oán thì khỉ đều ăn đứt anh báo. Trận chiến của họ từ đầu đã nảy lửa, cho nên trong 1091 mới được gọi là cao trào. Yếu tố thứ hai chính là bí ẩn sẽ được tiết lộ trong chương này. Trước mắt không thấy có bí ẩn nào đáng nói đến. Vì Oda đang tập trung xây dựng cuộc chiến x hết, cho nên khả năng cao, cao trào được nói đến chỉ xoay quanh cuộc chiến giữa Luffy và khỉ vàng mà thôi. Số 4, Ark Egghead sẽ kết thúc trong vội vã. Cuối cùng là đoạn link mà mình đọc xong cũng nhức nhức cái đầu. Cụ thể thì Talk OP đã dùng từ Climax để diễn tả chapter sắp tới tức là cực điểm và anh ta nói rằng chương truyện 1091 đáng lẽ là một chương truyện mở ra hồi cuối của ác nhưng lời này khá là ẩn ý nhưng anh ấy đã trao đổi gì đó với biên tập viên tức là Oda dường như đã vẽ xong cả ác này và chỉ còn vài chương nữa ác ấy hết sẽ khép lại do những vấn đề cá nhân và vấn đề từ tòa soạn nên One Piece mới thường xuyên nghỉ mà thôi anh em nào xem những bộ manga khác cũng sẽ thấy tuần vừa rồi bị break à bọn mình sẽ làm thêm về bộ dư dư sư Kaisen trên kênh OV Dragon anh em ghé qua xem phân tích về trận chiến giữa thầy Nam và Suka nhé Quay lại vấn đề, nếu những nhận xét trên là sự thật, tức là ác ếch hết nhìn thì quy mô, nhưng thật ra là nó rất ngắn và chỉ là bước đệm cho ác Elbat. Mình đã có hẳn một video dự đoán về điều này, có vẻ các phe phái này sẽ đánh từ ếch hết đến Elbat và xứ sở tộc khổng lồ mới là chiến trường thật sự. Anh em có thể xem lại video mình đã phân tích rất kỹ lý do mà cả hải quân, băng dầu đen, quân cách mạng lẫn Cross guy sẽ kéo về Elbat và đó sẽ là siêu đại chiến lớn hơn Guano Battle. Lý do là chính phủ không thể tha cho Vegapunk, cộng thêm bí mật về những ghi chép của Ohara đang được tộc khổng lồ cất giữ. Chính phủ hoàn toàn có căn cứ tấn công, bất chấp có xanh bảo kê nơi này. Tích thì muốn đến ăn hôi, tiêu diệt kẻ luôn ngăn cản hắn, tức là chú Xuân. Còn chú Valu thì muốn bảo vệ Elbat cả Vegapunk. Dragon cũng có ý định tương tự, Buggy thì có kế hoạch gì đó để tranh On Piece nên sẽ đến ăn hôi. Ok, trên đây là những thông tin đầu tiên về Trap 1091. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên dành tặng cho Top Manga bọn mình một cái like, share nha. Chúc anh em một ngày tốt lành. Bye bye.